Câu đầu khổ 2 nhá. Có nội dung đó chính là không khí của mùa xuân đất nước. Không khí hoặc là khung cảnh mùa xuân đất nước. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã cùng với chị chúng ta phân tích sơ qua rồi đấy. Cũng đã thấy rồi đúng không ạ? Cũng đã thấy được về những cái biện pháp tu từ ở trong hai cặp câu này. Trước tiên là chúng ta thấy có biện pháp điệp. Sau đấy là chúng ta sẽ cùng đi lý giải hình ảnh người cầm súng là ai? Hình ảnh người ra đồng là ai? Đúng không? Đấy, rồi chúng ta sẽ khai thác hình ảnh lập như thế nào? Rồi, trước tiên chúng ta có dấu gạch đầu dòng đầu tiên. Đó chính là điệp từ. Khai thác biện pháp điệp ở trong bốn câu này trước nhá. Chúng ta có điệp này, biện pháp điệp với những từ ngữ đó là mùa xuân. Rồi, từ lộc. Vậy, các em thấy khi mà trong bốn câu thơ cứ lặp đi lặp lại từ ngữ đó là từ mùa xuân này, từ lộc này, thì ý nghĩa của hai từ này là gì ạ? À, nó đều là khắc họa về không khí của mùa xuân. Mùa xuân là mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc. Thế nên là đã xuất hiện từ mùa xuân, rồi xuất hiện cả hình ảnh lộc nữa, bao trùm toàn bộ bốn câu thơ này, là chúng ta đã thấy được tác giả đang muốn nhấn mạnh không khí mùa xuân đang tràn ngập khắp nơi nơi. Đúng chưa ạ? Nhá. Đấy, thế nên là trước tiên biện pháp điệp khi tác giả sử dụng từ mùa xuân, và các bạn có thể diễn đạt là biện pháp điệp khi tác giả lặp lại từ mùa xuân và từ lộc trong bốn câu thơ như đã nhấn mạnh. Đó, nhấn mạnh không khí đẹp tươi của đất trời. Và đồng thời nhá, đồng thời này, em đọc lên, biện pháp điệp bao giờ cũng có tác dụng trong việc là tạo nhịp điệu. Thế thì nhịp điệu ở đây là một nhịp điệu như thế nào? Mùa xuân, người cầm súng, lộc sắt đầy trên lưng. Mùa xuân, người ra đồng, lộc trải dài nương mạ. Nhịp nhàng, từng câu thơ vang lên theo biện pháp điệp, nó cứ nhịp nhàng, rộn rã, vui tươi. Và đó chính là nhịp điệu, là tâm thế vui tươi của lòng người khi vào xuân đấy. Nên là ở trong bốn câu này, cụ thể là biện pháp điệp không những nhấn mạnh về cái không khí đẹp tươi của đất trời, mà còn cho thấy tâm thế vui tươi của lòng người. Cái tâm thế vui tươi của lòng người này tại sao chúng ta có thể khai thác ra? Thì ý của chị ở đây đó chính là biện pháp điệp thì sẽ có tác dụng trong việc tạo nên nhịp điệu. Tác dụng của biện pháp điệp về mặt nội dung là nhấn mạnh chính cái hình ảnh từ ngữ được lặp lại đó. Thì ở đây là nhấn mạnh từ mùa xuân, nhấn mạnh từ lộc, chính là không khí đẹp tươi của đất trời khi vào xuân. Thế còn, biện pháp điệp này còn có tác dụng trong việc tạo nhịp điệu. Thì nhịp điệu ở đây là một cái nhịp điệu rộn ràng, vui tươi, đúng không? Thế thì sự rộn ràng, vui tươi đó chính là từ chính cái tâm thế của con người khi mà vào xuân. Ok chưa ạ? Đấy, thì đấy chính là biện pháp điệp chúng ta khai thác nhá. Tiếp tục này, đằng sau biện pháp điệp chúng ta thấy có những hình ảnh gì ạ? Đằng sau từ mùa xuân chúng ta thấy có hình ảnh người cầm súng này. Rồi, người ra đồng này. Đúng chưa? Bây giờ chúng mình sẽ khai thác những hình ảnh này nhá. Hình ảnh người cầm súng và hình ảnh người ra đồng. Ok chưa ạ? Trước tiên là hình ảnh người cầm súng nào các bạn ơi? Hình ảnh người cầm súng thì theo các em ở đây là để chỉ lực lượng gì ạ? Để chỉ những ai? Người cầm súng là người nào? Là ai? Đấy, các bạn hãy giúp chị trả lời câu hỏi này nào. Nào, người cầm súng là ai ạ? Và trả lời cho chị người cầm súng trước đi. Sau đó thì chúng ta sẽ lý giải người ra đồng nhé. Theo các em, người cầm súng là những ai? Rất là dễ để chúng mình có thể phân tích đúng không ạ? Người cầm súng chính là để chỉ hình ảnh
Ai cầm súng ạ? Chính là người chiến sĩ, đúng không ạ? Để chỉ những người chiến sĩ này. Làm nhiệm vụ, à, làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương. Thế còn người da đồng, hình ảnh người da đồng là để chỉ ai ạ? Ai da đồng? À, chính là để chỉ người nông dân. Làm nhiệm vụ. Người nông dân thì làm nhiệm vụ gì ạ? Nếu như những người chiến sĩ họ cầm súng trên vai là làm nhiệm vụ bảo vệ quê hương, thì người nông dân họ ra đồng để làm nhiệm vụ lao động sản xuất để xây dựng đất nước. Vậy thì các em thấy này, một bên là những người bảo vệ quê hương, còn một bên là những người xây dựng đất nước, thì chúng ta thấy đây đều là những cái lực lượng, đúng không ạ? Ở đây người cầm súng, người da đồng hay chính là những người chiến sĩ, những người nông dân, họ chính là hai lực lượng gắn liền với hai nhiệm vụ quan trọng nhất của đất nước lúc bấy giờ. Hai lực lượng gắn liền với hai nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đất nước. Bài thơ này ra đời trong hoàn cảnh là đất nước ta vừa mới kết thúc chiến tranh được khoảng 5 năm, đúng không? Khi đó thì mặc dù là đã giành lại được độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước, nhưng nước ta còn phải đối diện với vô vàn những khó khăn. Và những khó khăn đó để vượt qua được thì rất cần sự chung tay và rất cần sự vững mạnh của hai lực lượng chính, đó là lực lượng bảo vệ quê hương và lực lượng xây dựng đất nước. Và những người bảo vệ quê hương chính là những người chiến sĩ cầm súng. Những người xây dựng đất nước chính là những người nông dân, họ làm ra tài sản, họ làm ra của cải, đúng không ạ? Họ lao động sản xuất. Đấy, thế thì nhắc đến hai lực lượng này, chúng ta thấy tác giả đang muốn khắc họa về cái không khí lao động sản xuất và không khí bảo vệ quê hương khi mùa xuân về. Nhưng điều đặc biệt ở đây, có bao giờ chúng mình đặt ra câu hỏi đó là gì? Tại sao tác giả không viết là hình ảnh, không viết là mùa xuân người chiến sĩ hay là mùa xuân người nông dân, mà lại viết là mùa xuân người cầm súng, mùa xuân người da đồng? Bên cạnh cái lý do về mặt nhịp điệu, âm điệu để cho vần điệu của đoạn thơ được hay hơn, thì có lẽ chúng ta cũng cảm nhận được đó là gì? Tác giả sử dụng cái cách gọi, cách diễn đạt là gọi tên chính cái công việc, chính cái nhiệm vụ mà những con người này đang phải đảm nhận, chứ không phải là gọi tên lực lượng, đúng không ạ? Đây, không phải gọi là người chiến sĩ, mà ở đây là tác giả gọi là người cầm súng. Đúng chưa ạ? Người cầm súng. Rồi, không phải gọi là người nông dân mà tác giả gọi là người da đồng. Nên bên cạnh việc chúng ta nhận ra tác giả đang muốn nhắc đến hai lực lượng chính, hai lực lượng gắn liền với nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đất nước lúc bấy giờ, thì chúng ta còn nhận thấy một cái điều đặc biệt, đó là tác giả sử dụng cái cách gọi, cách diễn đạt, gọi tên công việc họ đang làm hoặc là nhiệm vụ họ đang đảm nhận để làm gì ạ? À, để nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng mà người chiến sĩ và người nông dân đang phải thực hiện. Đấy, đúng không ạ? Hay nói cách khác, đó cũng chính là cái nhiệm vụ quan trọng của đất nước lúc bấy giờ. Đồng ý chưa? Vậy thì những người lính đang trên đường bảo vệ đất nước hay là những người nông dân ở hậu phương, họ thực hiện nhiệm vụ này như thế nào? Và khi mùa xuân về khắp nơi nơi trên cả đất nước này, thì công việc của họ mang màu sắc ra sao? Chúng ta sẽ đến với những câu tiếp theo. Đây, khi mà người cầm súng ấy, thì lộc sắt đầy trên lưng. À, lộc sắt đầy trên lưng. Còn khi mà người ra đồng thì sao? Thì lộc trải dài nương mạ.
Bây giờ chúng mình sau khi phân tích xong về người cầm súng và người da đồng rồi, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích hình ảnh lộc dắt đầy trên lưng và hình ảnh lộc trải dài nương mạ nhé. Khi mà viết đến đây thì có những bạn sẽ cảm thấy băn khoăn, đó là tại sao chị không phân tích từng câu một đi. Chị không phân tích mùa xuân người cầm súng, lộc dắt đầy trên lưng, nghĩa là phân tích hình ảnh người cầm súng này, sau đó là phân tích luôn hình ảnh lộc dắt đầy trên lưng tương ứng với đó, rồi sau đấy mới phân tích mùa xuân người da đồng và hình ảnh lộc trải dài nương mạ tương ứng với người da đồng, mà chị lại nhóm người cầm súng và người da đồng lại thành một ý này, rồi bây giờ lại lộc dắt đầy trên lưng và lộc trải dài nương mạ thành một ý này. Đúng không? Thế thì cách nào mới đúng đấy? Bởi vì em còn nhớ là khi mà ôn về thơ hiện đại kỳ 1 thì chị có nêu những cái cách phân tích, trong đó có cái cách là đi từ đầu đến cuối, đi từ trái sang phải. Thì ở đây chị lại không đi từ đầu đến cuối, chị lại cứ đi chọn lọc các cái hình ảnh, đúng không? Đấy, thì như chị cũng đã khẳng định ở trong cái buổi tổng ôn đó, là mỗi cách phân tích thì nó sẽ có những cái ưu điểm khác nhau, đúng không? Thì các bạn không có cái cách nào là đúng tuyệt đối, hay là không có cách nào là cách phân tích sai, không có cái trình tự phân tích nào là trình tự phân tích sai, đúng không? Chỉ là chúng ta sử dụng một cách tối đa triệt để những cái lợi ích, những cái ưu điểm của các cách phân tích đó. Ở đây chị chọn cách phân tích là chọn lọc các cái hình ảnh, đúng không ạ? Chọn lọc để gom nó lại, nhóm nó lại thành những cái ý chung. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta nhóm lại như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc là tạo cái sự chặt chẽ khi mà phân tích. Và thứ hai, đặc biệt, cái thứ hai là để tránh việc lặp từ, lặp ý. Nếu như mà chúng mình phân tích người cầm súng lộc dắt đầy trên lưng, sau đó lại phân tích người da đồng lộc trải dài nương mạ, thì có phải là khi mà phân tích hình ảnh người cầm súng, chúng ta khẳng định người chiến sĩ là một trong những lực lượng quan trọng của đất nước này. Đấy, rồi đến khi mà chúng ta phân tích người da đồng, chúng ta cũng lại khẳng định đây cũng là một lực lượng đảm nhiệm cái nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Rồi chúng ta lại tổng kết lại hình ảnh người cầm súng, người da đồng với cái cách gọi của tác giả, thì nó dễ bị lặp ý, ghê chưa ạ? Đấy, thế nên là chị mới nhóm lại như vậy. Và khi nhóm như thế thì chúng ta sẽ nhóm người cầm súng, người da đồng vào một ý này. Rồi chúng ta nhóm, bây giờ thì chúng ta sẽ nhóm lộc dắt đầy trên lưng và lộc trải dài nương mạ thành một ý. Đồng ý không các bạn? Đó. Thế nhưng mà cách nhóm như vậy thì nó cũng có một cái nhược điểm, đấy là gì? Đấy là chúng ta sẽ, nếu như mà không nhớ chắc kiến thức thì chúng ta dễ bị lan man. Đúng chưa? Chúng ta dễ bị lan man ấy. Kiểu như là khi mà em phân tích người cầm súng và người da đồng xong rồi nhá, bây giờ em phân tích lộc dắt đầy trên lưng tương ứng với người cầm súng, thế em lại nhắc lại người cầm súng. Thế xong lát nữa phân tích lộc trải dài nước mạ, em lại nhắc lại người da đồng. Đấy, đúng không? Nó sẽ dễ bị lan man dài dòng. Đấy, thế nên là các bạn phải đặc biệt lưu ý nhá. Trước tiên là chị mong muốn các em hiểu là các cái trình tự phân tích các em có thể tự do lựa chọn, không nhất thiết là phải phân tích y hệt như chị hướng dẫn hay là trong một cái tài liệu nào cả. Các em hiểu theo cách nào thì các em có thể sử dụng cách đó. Quan trọng là dù dùng cách nào đi nữa, thứ nhất là các bạn phải đầy đủ các cái nội dung chính. Thứ hai là các em phải có cái sự diễn đạt khéo léo, mềm mại. Hiểu chưa nào? Rồi, bây giờ quay trở lại nào. Chúng ta sẽ khai thác hình ảnh lộc dắt đầy trên lưng và lộc trải dài nương mạ. Trước tiên, những hình ảnh này đặc biệt ở chỗ là tác giả sử dụng từ lộc. Từ lộc ở trong hai câu thơ này vừa mang ý nghĩa tả thực và vừa mang ý nghĩa ẩn dụ. Cụ thể nào, ý nghĩa tả thực của từ lộc. Nghĩa tả thực thì lộc có nghĩa là gì ạ? Nghĩa tả thực hay nói cách khác là nghĩa đen đấy. Thì lộc có nghĩa là gì nhở các em nhở? Lộc có nghĩa là chồi non, là lá biếc. Khi mà mùa xuân về thì các em sẽ thấy cây cối đâm chồi nảy lộc. Thì lộc đó chính là để chỉ những cái chồi non, những cái lá biếc, những cái lá hay là những cái chồi non mới nhú ở trên cây cối khi mà mùa xuân về, đúng không? Đấy, thế nên là theo ý nghĩa tả thực thì lộc chính là chồi non, là lá biếc.
Và khi mà hiểu theo nghĩa tả thực như thế này thì Lộc sắt đầy trên lưng. Chúng ta sẽ hiểu ra sao? Và lộc trải dài nương mạ thì chúng ta sẽ hiểu ra sao? Đấy, hiểu ấy chị không ạ? Ở đây chúng ta cứ lần lượt khai thác từng cái nét nghĩa thôi. Nếu như lộc là chồi non lá biếc thì lộc dắt đầy trên lưng, nghĩa là trên lưng của người chiến sĩ có đầy chồi non lá biếc, đúng không? Được dắt đầy chồi non lá biếc. Tại sao lại như vậy nhỉ? Tại sao lại như thế? À, là bởi vì trên lưng người chiến sĩ họ không những là mang trên lưng những chiếc ba lô quân dụng đúng không, mà họ còn ngụy trang bằng những cành lá, bằng những cái cành cây lá cây. Thì khi mùa xuân về, những cành cây lá cây ấy cũng có chồi non lá biếc. Ừ, đúng chưa? Nên là mùa xuân người cầm súng lộc sắt đầy trên lưng, nghĩa là khi mùa xuân về, những người chiến sĩ họ ra ra mặt trận để làm nhiệm vụ thì trên vai của họ lá chồi non lá biếc đã dắt đầy trên lưng, hay chính là cành lá ngụy trang, đúng không ạ? Cành lá ngụy trang. Thế còn nếu như lộc là chồi non là lá biếc thì lộc trải dài nương mạ đối với người nông dân chính là hình ảnh những cánh đồng xanh tươi, đúng không ạ? Những cánh đồng xanh tươi. Màu mỡ. Em hình dung ra không ạ? Nhá, nếu như chúng ta hiểu lộc ở đây là chồi non là lá biếc thì lộc dắt đầy trên lưng người chiến sĩ chính là hình ảnh những cái cành lá ngụy trang của người chiến sĩ đó. Rồi nếu như mà lộc trải dài nương mạ đối với người nông dân thì chính là hình ảnh những cánh đồng xanh tươi màu mỡ. Ok chưa nhá? Đấy là hiểu theo nghĩa tả thực, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu theo cách này. Nhưng bên cạnh đó, với những cái từ ngữ, với những cái từ ngữ như là dắt đầy này, trải dài này, đây này, dắt đầy nhá, trải dài nhá, thì các em thấy là nó được dùng với từ lộc ấy, nó còn mang cái nét nghĩa của sự đầy đặn này, đúng không ạ? Mang cái nét nghĩa của sự đủ đầy hạnh phúc này, dắt đầy cơ mà, trải dài ra cơ mà. Và lộc ở đây ấy, thì không những được hiểu theo nghĩa tả thực, mà ở ví dụ nhé, trong hoàn cảnh hàng ngày đi, từ lộc ở đây là từ nhiều nghĩa, nó bên cạnh nghĩa gốc nó còn có những cái nghĩa chuyển, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta dùng từ lộc không chỉ là để gọi chồi non lá biếc, mà chúng ta còn để gọi cho những cái hoàn cảnh rất là may mắn, đúng không ạ? Để gọi cho những cái hoàn cảnh may mắn, cho những điều tốt đẹp hạnh phúc, ví dụ như là phúc lộc thọ này. Đấy, đúng không? Hay là khi mà chúng ta gặp điều gì may mắn thì sẽ có những người chúc chúc mừng, đó là à được lộc đấy, có lộc quá, đúng không ạ? Đấy, thế thì từ lộc trong cuộc sống hàng ngày còn được hiểu theo nét nghĩa là để chỉ những điều hạnh phúc, những điều tốt đẹp, những điều may mắn. Đó, và đây chính là nét nghĩa chuyển của từ lộc, chuyển theo phương thức ẩn dụ. Và từ lộc ở đây theo cái nét nghĩa như thế cũng được hiểu theo nghĩa ẩn dụ đấy, nên bên cạnh nghĩa tả thực thì chúng ta có ý thứ hai là nghĩa ẩn dụ. Thì lộc ở đây còn ẩn dụ cho thành quả tốt đẹp. May mắn, hạnh phúc. Thế thì lộc trải dài, lộc dắt đầy trên lưng thì chính là may mắn đang dắt đầy ở trên lưng, đầy đặn, đủ đầy, đúng không ạ? Hạnh phúc, sung sướng. Thế thì khi mà hiểu như thế này, hiểu theo nét nghĩa ẩn dụ thì lộc dắt đầy trên lưng và lộc trải dài nương mạ chính là việc tác giả đang muốn khắc họa những điều tốt đẹp. Ừ, đúng không? Những điều tốt đẹp.
luôn đến với người cầm súng và người ra đồng. Và với ý nghĩa đó thì câu thơ này còn có cái nét nghĩa của sự ngợi ca và niềm hy vọng. Tác giả hy vọng rằng lộc rất đầy trên lưng người chiến sĩ. Tác giả hy vọng rằng lộc trải dài nương mạ của cánh đồng những người nông dân. Và từ đó tác giả cũng muốn ngợi ca những điều may mắn, những điều tốt đẹp, những điều hạnh phúc đến với hai lực lượng quan trọng nhất của đất nước lúc bấy giờ. Và cũng chính là gì nhỉ? Cũng chính là cả đất nước ta. Nghĩa là khi mùa xuân về thì đất nước ta cũng đang vào những cái độ vui tươi, tốt đẹp, hạnh phúc. Tác giả hoàn toàn mong chờ và những cái điều may mắn sẽ xảy ra, đúng không? Ừ, đấy, thế nên là đọc những cái vần thơ này chúng ta cảm nhận được một cái cảm xúc sung sướng lắm, vui tươi lắm, tràn đầy niềm tin, tràn đầy hy vọng, tràn đầy cái niềm tin yêu với cuộc đời, với đất nước. Vậy thì bây giờ kết hợp giữa cái ý về người cầm súng, người ra đồng. Đây, kết hợp hai ý này. Đó, kết hợp ý về người cầm súng, người ra đồng và kết hợp với ý về phân tích từ lộc thì chúng ta khẳng định rằng là gì? Qua việc sử dụng hình ảnh lộc và hình ảnh người cầm súng, người ra đồng, tác giả đã cho thấy người lính ra trận và những người nông dân ở hậu phương, họ đang lao động, cố gắng hết mình để thực hiện nhiệm vụ và họ như đem theo cả mùa xuân ở trên vai, trên lưng. Chính họ cũng đang làm nên mùa xuân của đất nước, đúng không nào? Những người lính ra trận. Như vậy, hình ảnh những người lính ra trận với cảnh lá ngụy trang ở trên vai và hình ảnh người nông dân lao động sản xuất ở hậu phương với những cánh đồng màu mỡ, tất cả họ như đang đem theo. Với cách diễn đạt của tác giả, với cách khắc họa của tác giả, hay các em cũng có thể viết là dưới ngòi bút của Thanh Hải, dưới sự quan sát của Thanh Hải, thì họ như đang đem theo cả mùa xuân ở trên vai, trên lưng. Lộc rất đầy trên lưng mà, đúng không? Đấy, lộc trải dài nương mạ mà. Và chính họ như cũng đang làm nên mùa xuân của đất nước. Với lòng tin yêu của mình thì từng vần thơ này đã được nhà thơ Thanh Hải phả vào đó là cái nguồn cảm hứng sống bất tận, là niềm sung sướng, là niềm hy vọng vô bờ, đúng không? Thế thì đấy chính là không khí mùa xuân của đất nước nhá. Chúng ta đã thấy rộn rã lắm rồi, chúng ta đã thấy hào hứng lắm rồi, là tất cả đều là những cái hình ảnh của sự tốt đẹp, của sự tốt tươi, hạnh phúc, may mắn. Và đối với nhà thơ, đối với người con xứ Huế thì cái không khí đó như đang hòa quyện vào với nhau, mà nhà thơ đã phải sử dụng biện pháp điệp tất cả này, biện pháp so sánh như và hai từ láy hối hả xôn xao để miêu tả tổng quan về cái không khí đó. Bây giờ chúng ta có hai câu sau của khổ hai: tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Nào, tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao, chúng mình sẽ phân tích riêng hai câu này nhé. Chúng ta sẽ có dấu sao thứ hai. Dấu sao thứ hai. Đây, nếu như bên trên chúng ta có dấu sao đầu tiên là bốn câu đầu của khổ hai thì bây giờ chúng ta có dấu sao thứ hai, đó là hai câu sau của khổ hai. Chính là cảm nhận của tác giả về mùa xuân đất nước. Mí chưa ạ? Nhá. Đấy, nếu như bốn câu đầu là cái không khí mà tác giả đã miêu tả là không khí mùa xuân đất nước thì đến hai câu sau là tác giả bộc lộ, bày tỏ cái sự đánh giá, nhìn nhận, cảm nhận của mình về cái không khí đó. Em thấy cái sự logic chưa? Cũng tương tự như ở trong khổ 1 ý. Khổ 1 thì tác giả khắc họa khung cảnh thiên nhiên mùa xuân trước, sau đó thì bày tỏ cảm xúc của mình, hành động của mình. Còn khổ 2 này tác giả cũng khắc họa cái không khí mùa xuân đất nước trước,
sau đó mới bày tỏ cảm nhận của mình. Vậy cảm nhận của tác giả về mùa xuân đất nước ở đây như thế nào ạ? Như chị đã khẳng định đấy, trong hai câu này chúng ta thấy có hai biện pháp tu từ rất hay. Thứ nhất là điệp từ tất cả này. Tới biện pháp so sánh như. Đấy là những biện pháp tu từ nhé. Thế còn điều đặc biệt ở trong hai câu này còn là việc tác giả sử dụng những từ lấy, hối hả và xôn xao. Nên là chỉ có một cái lưu ý đặc biệt ở đây, có rất là nhiều bạn nhầm khi học đến hai câu này. Đấy là có câu hỏi là phân tích biện pháp tu từ ở trong hai câu thơ này. Thì có những bạn phân tích biện pháp tu từ nhưng mà phân tích kỹ cả hai cái từ lấy này nữa. Nghĩa là chúng ta gọi từ lấy cũng là biện pháp tu từ. Đâu phải đâu, đúng không ạ? Từ lấy không phải là biện pháp tu từ. Đó, chỉ là có ba cái yếu tố chúng ta khai thác ở trong hai câu thơ này. Thứ nhất là biện pháp điệp từ tất cả, đúng không ạ? Trong hai câu thơ tác giả đã sử dụng điệp từ tất cả này. Rồi, sử dụng biện pháp so sánh, đúng không ạ? Biện pháp so sánh và từ như này. Rồi kết hợp với việc sử dụng từ lấy, hối hả, xôn xao. Đó, để đem đến cho chúng ta ý nghĩa gì đây ạ? Đem đến cho chúng ta ý nghĩa gì đây? Đem đến cho chúng ta ý nghĩa gì đây? Thì trước tiên nhá, biện pháp điệp thì sẽ có tác dụng trong việc tạo nhịp điệu và đọc lên tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Hai câu thơ mang một cái nhịp điệu rộn rã này. Đúng không? Rộn rã, rộn ràng này. Bên cạnh đó, chắc chắn rồi, không chỉ có ý nghĩa trong việc tạo nhịp điệu mà tất cả như hối hả, tất cả như xôn xao. Hai câu thơ nó còn tô đậm cái sự hối hả xôn xao. Và sự hối hả xôn xao đấy chính là gì? Chính là tinh thần của đất nước, của con người khi vào xuân. Thế nên tác dụng nữa, ý nghĩa nữa của hai câu này, của những cái biện pháp tu từ và việc tác giả sử dụng từ lấy ở đây, chính là còn tô đậm tinh thần của con người, của đất nước khi vào xuân. Đó là tinh thần gì? Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ khai thác kỹ hơn từ hối hả và từ xôn xao nhé. Tại sao tác giả lại dùng từ hối hả và từ xôn xao để miêu tả, để cảm nhận về không khí mùa xuân đất nước? Cái gì hối hả? Cái gì xôn xao ở đây? Đúng chưa? Nhá, đấy, tác giả đã tất cả như nghĩa là bao quát, tóm gọn tất cả cái không khí của đất nước ấy. Như là đang hối hả, như là đang xôn xao. Thì bây giờ chúng mình phải khai thác là cái gì hối hả? Tại sao lại hối hả? Hối hả là một trạng thái như thế nào? Và tác giả so sánh hối hả như thế nghĩa là đang muốn khắc họa điều gì đây? Tương tự với từ xôn xao cũng như vậy. Đồng ý không? Đồng ý chưa ạ? Nhá, nào. Các bạn ơi, bây giờ chúng mình cùng khai thác từ hối hả. Hối hả theo nghĩa đen ấy là chúng ta sử dụng khi mà muốn miêu tả điều gì? Dòng người hối hả đi trên phố, đúng không? Hay là các bạn học sinh hối hả chạy vào lớp trước khi chuông báo vang lên, đúng không ạ? Đấy. Thế thì từ hối hả là từ mà chúng ta dùng để chỉ cái trạng thái từ từ, đều đặn, chậm rãi, hay là một trạng thái vội vã đây? Chắc chắn rồi, hối hả là để chỉ một cái trạng thái vội vã. Đúng chưa? Nhá, một cái trạng thái vội vã khi bị thúc giục bởi thời gian. Vậy đất nước mà đang hối hả nghĩa là tất cả các lực lượng của đất nước đang vội vã khi bị thúc giục bởi thời gian. Tại sao lại vậy nhỉ? Tại sao cái không khí lao động của cả đất nước lại đang rất hối hả đây? Lại đang như là đang bị thúc giục bởi thời gian đây?
Cái này rất là đúng nhá. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta hình dung về hoàn cảnh ra đời của bài thơ này khi mà đất nước đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn sau chiến tranh, vừa phải thực hiện cái nhiệm vụ là hàn gắn vết thương chiến tranh nhưng cũng vừa phải dựng xây đất nước để đưa đất nước đi lên. Để đi lên từ từ như đất nước ta lúc bấy giờ, như là đi lên từ bàn tay trắng ấy. Không những là bàn tay trắng mà còn là đi từ những cái sự đổ nát của chiến tranh nữa cơ. Thế nên thời gian luôn luôn là gấp gáp, cái không khí lao động sản xuất lúc bấy giờ lúc nào cũng vội vã, lúc nào cũng hối hả. Đấy, nhưng mà vội vã hối hả không phải là căng thẳng nhá, mà là vội vã hối hả trong cái sự hồ hởi phấn khởi của con người. Bởi vì sao? Bởi vì họ cũng đang làm việc vất vả nhưng không giống như khi bị xâm lược, không giống như bị khi bị đô hộ. Khi bị đô hộ, khi mà có chiến tranh, họ phải làm việc hối hả vội vã bởi vì họ họ bị bóc lột. Nhưng bây giờ nhân dân, tất cả các lực lượng, họ làm việc hối hả vội vã trong cái niềm hồ hởi phấn khởi vì được làm chủ cuộc sống. Họ làm việc hết mình hết sức bởi họ biết rằng chính họ là được làm chủ cuộc sống của mình và cũng chính họ được hưởng cái thành quả do mình làm ra. Nên các em hình dung cái sự vội vã nhưng rất là vui tươi và phấn khởi không? Kiểu như là vội vã đến trường để được giơ tay xung phong lên bảng để mà lấy hoa điểm tốt ấy, kiểu như thế các em. Hình dung không? Hay là vội vã đến trường, hối hả đến trường để cùng với các bạn chúng ta đang thực hiện một cái dự án nào đó. Đấy, kiểu như thế nhá. Đó, thế thì sự hối hả ở đây chính là để chỉ trạng thái vội vã khi bị thúc giục bởi thời gian, và khi từ hối hả vang lên nó cũng đã đem đến một cái nhịp điệu khẩn trương, từ đó khắc họa nhịp điệu khẩn trương. Của không khí lao động tập thể. Của công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Trong những năm đầu sau hòa bình, đấy. Thế còn từ xôn xao này, hối hả thì có vẻ như dễ để chúng ta lý giải rồi, nhưng mà từ xôn xao nghĩa là sao? Xôn xao rõ ràng ở đây là để là một từ tượng thanh. Hối hả là từ tượng hình, nghĩa là miêu tả về mặt hình ảnh. Còn xôn xao ở đây là miêu tả về mặt âm thanh. Đó là một âm thanh miêu tả về cái tiếng động vang lên từ nhiều phía. Ví dụ như là, chúng ta đang ở giữa một khu rừng đi, có rất nhiều lá rụng. Và khi gió thổi qua thì lá, tất cả khu rừng như đang xôn xao vậy. Đấy, hay là khi mà các bạn học sinh ở trong lớp đua nhau phát biểu. Cũng tạo ra cái âm thanh xôn xao xôn xao. Đấy, hay là khi chúng ta làm việc nhóm, tất cả mọi người trong nhóm cùng nhau thảo luận sôi nổi, cũng tạo ra cái âm thanh xôn xao xôn xao. Nên là xôn xao ở đây là để chỉ âm thanh vang lên từ nhiều phía. Ồ, thế thì tại sao tất cả lại xôn xao nhỉ? Tại sao cái không khí lao động sản xuất của đất nước lại xôn xao? Tất cả ở đây là để chỉ tất cả cái không khí mùa xuân của đất nước. Vậy tại sao cái không khí đó lại xôn xao? Đúng không ạ? Thì bởi vì cũng tương ứng, cũng tương tự như là từ hối hả bên trên ấy, thì tất cả mọi người, tất cả mọi lực lượng khắp nơi nơi đâu đâu cũng đang hồ hởi lao động trong cái trạng thái vội vã hối hả, thì chắc chắn rồi sẽ tạo ra cái âm thanh vang động từ nhiều phía. Tất cả cái không khí lao động đấy như đang dồn về đây cái thứ âm thanh xôn xao của một cuộc sống rất là như thế nào ạ? Rất là vui nhộn này, một cái cuộc sống nhịp nhàng rộn ràng vui tươi phấn khởi, đúng không? Đấy, nên dùng từ xôn xao ở đây là tác giả đang muốn thể hiện âm thanh của cuộc sống lao động hăng say. Ở khắp mọi nơi trên đất nước.
Và phải chăng xôn xao ấy cũng chính là tiếng lòng của tác giả đấy. Trong lòng của tác giả cũng không thể nào tĩnh lặng, không thể nào lặng yên, không thể nào bàng quang trước cái khung cảnh của cả đất nước đang vào xuân hồ hởi phấn khởi như thế đâu. Nên cũng có những ý phân tích, cũng có những tài liệu khẳng định xôn xao ở đây còn là cảm xúc của tác giả, còn là cái tiếng lòng của tác giả. Nghĩa là tác giả không thể nào ngồi im được, không thể nào mà để cho cõi lòng của mình có thể tĩnh lặng, được phớt lờ rồi đứng ngoài cái không khí lao động đấy được. Tác giả cũng đang cảm thấy phấn khởi quá, hồ hởi quá, mọi thứ ở trong người cứ đang rộn ràng đó, đúng không nhá? Thế nên qua việc phân tích hai câu thơ này thì bây giờ chúng ta cùng đánh giá ý nghĩa của cả hai câu nhé. Hai câu thơ vừa khắc họa sức sống bên ngoài nhưng cũng vừa là sức sống bên trong đang vang ngân, đang lan tỏa trong lòng tác giả. Nó đang đánh động đến tâm hồn của tất cả chúng ta. Một sự háo hức, một sự say sưa, một sự mừng vui, một sự tự hào về mùa xuân của đất nước. Tóm lại, hai câu thơ vừa là sức sống bên ngoài, nghĩa là cái không khí lao động khắp mọi nơi trên đất nước đấy, rất hối hả, rất xôn xao, nhưng cũng vừa là sức sống bên trong đang rộn ràng, vang ngân không dứt của tác giả. Và điều đó, sức sống ấy cũng đã đánh động đến tâm hồn của bạn đọc. Cả ấy chính là một cái cảm xúc háo hức này, chính là sự háo hức. Chúng ta cũng được truyền cảm hứng về sự háo hức này, say sưa này, đúng không? Mừng vui này, tự hào này, về không khí đất nước vào xuân.